Xin phép trả bài câu pháp cú số 26. Cảm ơn chị Đàn Đông. Cảm ơn chị Trần Đạo. Ba ma đa ma nu rùn chàn tí bà là đừng nề thi nù cha nà. Ấp ba ma đàn cha mê thà quỳ tha nàng xế thần quá rắc khá tí. Ba ma đa ma nu dùn chàn tí bà là đùn nề thi nô chê nà. Ấp ba ma đàn cha mê thà quỳ tha nàng xét thằng quá rắc khá tí. Ba ma đa ma nu dùn chàn tí bà là đùn nề thi nô chê nà. Ấp ba ma đàn cha mê thà quỳ tha năng sẽ thăng qua rắc kha tì. Người si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bà ma đa ma nu dùn chan tì, bà la đun nê tì nô chan nà. À bà ma đan cha mê tha quỳ, tha năng sẽ thắng qua rằng kha tì. Ba ma đa ma nu dùn chan tí ba la đùn nề thi nô cha nà. Ấp ba ma đàn cha mê thà quỳ tha năng xét thần qua rắc kha tí. Si mê cùng sĩ buông lung, si người thiện trí, canh chừng niệm tâm, tâm tâm niệm niệm tinh cần, giữ gìn kho báu. Thế nhân dễ gì, phổ thư của Ngài Thường Giới Đức, kính dâng bích lại đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Nam Quyên cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 26. Ba na đa ma đa ba ma đa na ma nú nú uồn chàn tí ba la đụp mề thí mồ chá na. Áp bá mà đành chá mê tha quỳ thăm thá năng xét thăng quá rát khá tí. Bá mà đa mà nú uồn chàn tí ba la đụm mề thí nô chá na. Áp bá mà đành chá mê tha quỳ đá năng xét thăng quá rát khá tí. Bá ma đa ma nu un chan tí ba la đùm mê thí nô chá na. Áp bá ma đành chá mê tha quỳ thá năng thăng quá rát khá tí. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng vật. Người trí không phóng vật, như giữ tài sản quý. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Si mê của hồn sĩ buông lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm, tâm tâm niệm niệm tinh cần, giữ gìn kho báu. Thế nhân dễ gì. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Christina, mến mời bàn tay của Phật, quý Phật tử nha. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, dạ Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ con kính định lễ Chư Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu kệ số 26. Ba ma đa ma nu yun chan ti pa la đùm mê thi nô cha na. Áp ba ma đàn cha mê tha quỳ tha năng xét
thần Varakhati. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu: si mê cuồng sĩ bung lung, riêng người bung lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm, tâm tâm niệm niệm tinh cần giữ gìn, tâm tâm niệm niệm tinh cần giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Dạ, đó là phổ thơ của ngài Dưới Đức. Bà Ma Đa Ma Nu Dùn Chân Ti Ba La Đu Mê Thì Nô Cha Nam A Pa Ma Đân Cha Mê Tha Quy Tha Năng Sát Thân Qua Răng Kha Thi Bà Ma Đa Ma Nu Dùn Chân Ti Ba la đun mê thì nô cha nam a pa ma đan cha mê tha quy tha năng sê thân qua ranh kha ti. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu: si mê cuồng trí bung lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm, tâm tâm niệm niệm tinh cần giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Và đó là phổ thơ của ngài Dưới Đức. Và con đã đọc xong. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Và thời gian cũng dạ sa thu kính cảm ơn Sích Tâm Phương. Dạ cảm ơn rằng đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Nam Nguyên vừa vào đạo tràng. Dạ Nhật Bình kính chào quý vị vừa vào đạo tràng. Dạ mến chào Tâm Phương. Dạ bạch sư, lâu lắm rồi sư mới vào đạo tràng. Con cung thỉnh bàn tay của sư có thể cùng chúng con ôn bài pháp của kinh ngày hôm nay không bạch sư? Bài pháp của kinh số 26. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ sư có chút máy không bạch sư? Sư có thể cùng chúng con ông bài pháp cú kinh không ạ? À? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. À. Dạ lâu lắm rồi sư mới vào đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh sư Nam Nguyên đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên đi sư, cho chúng con nghe lại âm thanh của sư trong cái room pháp cú này ạ. À. Dạ, vậy là sư không có chiếc máy rồi, sư để đích. Dạ, dạ, thôi con biết rồi, dạ con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ thì con xin phép được ôn bài số 26. Dạ. Cảm ơn Đặng Đông cho bài học. Ba ma đam ma nu yun chan ti ba la đùm mê thơ cha na áp ba ma đành cha mê tha quy tha nặng sạch thăng ba rát khả tí. Dạ còn vị nào chưa có ông bài thì xin đưa bàn tay lên nha. Dạ tại Nhật Quỳnh lặng hơi sâu đó nên quý vị hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Ba ma đam ma nu yun chan ti ba la đùm mê thi nô cha na áp ba ma đành cha mẹ thả vì tha năng sạch thăng quá rát khát tí. Ba ma đa ma nu yun chan ti ba la đùm mê thi nô cha na áp ba ma đành cha mẹ thả vì tha năng sạch thăng quá rát khát tí. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con xin được kể ạ. À. Bà Mã Đa Ma Nu Dụn Chan Ti Bà La Đùm Mê Thì Nô Cha Na A Bà Ma Nan Cha Mẹ Tha Quy Tha Năng Sát Thăng Hòa Rạch Kha Ti.
Bà ma đa ma nu yun chan ti bà la đùm mê thì nô cha na à ba ma đanh cha mẹ tha quy tha năng sát thăng và rạt kha ti bà ma đa ma nu yun chan ti bà la đùm mê thì nô cha na à ba na đanh cha mẹ tha quy tha năng sát thăng và rạt kha ti si mê cuồng sĩ buông lung riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm 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 niệm niệm tinh cần giữ gìn kho báo thế nhân dễ gì. Và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Như Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quang lâm vào đạo tràng. Con thấy sư online mà chưa vào đạo tràng nên con phải đọc 3 lần, kể 3 lần sư mới xuất hiện. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, rất là hoan hỷ. Dạ, sư có thấy tin nhắn của con không bạch sư? Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ, con trước khi con thỉnh pháp sư, nhà con cảm ơn đạo tràng xong con có ý kiến để con thỉnh ý kiến của sư Tịnh Đạt ạ. Dạ, Nhục Quỳnh kính cảm ơn, xích Tâm Phương, cô Ái Minh, xích Trần Đạo, xích Thi Na, xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, con biết sư nghe được âm thanh con không hoan hỷ lắm ạ. Dạ, bạch sư, hôm thứ hai sư không có vào đạo tràng. Dạ, thì con có bạch với Thượng Tọa Tuệ Quyền cũng như trước khi tôn Đức Tăng. Nhưng mà Thượng Tọa Tuệ Quyền, con bạch trước nha, con nói trước rồi con sẽ nói ý kiến của sư Tuệ Quyền. Dạ, tại vì con có bạch với sư là con xin đại diện ban điều hành cũng như quý Phật tử trong trung tâm để thỉnh ý của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Lý do là đã 6 lần, 6 tuần là sư Minh Đạt không có vào đạo tràng. Và con cũng có bạch là từ khi mà sư Tuệ Quyền đó nói là sư Tịnh Đạt, sư Minh Đạt và sư nhất là sư Minh Đạt là chủ lâm, thì từ đó trở đi thì chúng con không có thấy được sư Minh Đạt. Mặc dù mỗi tuần tới ngày của sư con đều nhắn tin, con đều gọi nhưng mà con không có thấy sư trả lời. Thì bây giờ con có bạch với Thượng Tọa Tuệ Quyền thì sư mới nói là sư không có ý kiến gì hết, là lý do là sư đã giao quyền cho sư và sư Minh Đạt. Bây giờ sư Minh Đạt không vào room thì có gì thì con bạch với sư. Thì hôm nay đạo tràng chúng con thành kính bạch với sư rằng sư có thể giúp chúng con ngày Chủ Nhật chúng con có được giảng sư. Và đó là điều rất là mong muốn của đạo tràng chúng con. Lý do là một tuần 7 ngày thì 6 ngày đã có giảng sư, nhưng mà ngày Chủ Nhật thì chúng con không có được nghe của giảng sư, mà chúng con nghe băng đã 6 tuần rồi. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cùng sư, sư Tuệ Quyền thì từ chối rồi, mà chủ rúm thì không có vào. Thì thôi bây giờ sư có thể giúp đạo tràng chúng con để ngày Chủ Nhật chúng con được thính pháp với chư tăng. Dạ, bây giờ thì con xin được phép mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay, cũng như ý kiến sư sẽ giúp cho đạo tràng ngày Chủ Nhật có được giảng sư. Dạ, con rất là xa thú. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ,
trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên Phật ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đang mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học thử vận duyên sự ý nghĩa câu pháp cú kinh số 27. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Và con kính dâng mít đến sư Bạch Sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính lĩnh lễ Chư Tăng, Thượng Tọa Minh Đà, Minh Hạnh và các quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là tốt. Để trước khi đi vào cái buổi chia sẻ bài học ngày hôm nay thì qua cái lời tâm sự của cô Nhật Quỳnh đại diện cho các vị điều hành ở trong room Pháp Cú Kinh. Thực sự ra thì công việc của các vị điều hành rất là quý giá. Các vị đã cố gắng nỗ lực mà không cố vắng ngày nào. Các vị Pháp Sư thì nói chung là chỉ có trách nhiệm của ngài của mình, đến giờ thì lên giảng. Còn cái việc mà mở room, đóng room hay là tôn lễ bái, hay là các vị hướng dẫn, sắp xếp và dẫn chương trình cho cái việc mà ôn bài, thì các vị không thể nào là các vị luôn luôn trực tiếp để mà làm công việc đó. Cho nên cái thời gian các vị đóng góp ở trong diễn đàn nó rất là nhiều. Cái điều đó rất là đáng để mà tuyên dương, khen ngợi. Bởi vì không có các vị thì các vị giảng sư cũng không có thể nào duy trì được cái diễn đàn này. Đó là một cái điều rất là đáng ghi nhận. Về cái việc ngày Chủ Nhật á, thì Tịnh Đạt cũng chưa có nhận lời, chưa có nghe nói là Đại Đức Minh Đạt có tiếp tục ở diễn đàn này hay không. Nhưng mà đã là 6 buổi như vậy rồi thì giống như là không có một cái lời nào để mà thông báo đến cho diễn đàn là chúng ta là có tiếp tục hay không. Nhưng mà đã 6 buổi vắng mặt và không có lý do thì chắc chắn rằng Đại Đức Minh Đạt sẽ không có tiếp tục để mà đóng góp Pháp Cú Kinh này nữa. Thì thưa quý vị rằng ngày Chủ Nhật, đúng biết ra là ngày Chủ Nhật là ngày thuận tiện nhất, đông người nhất, có thể mở room để mà học một cái lớp học. Bởi vì ngày Chủ Nhật thì các vị có nhiều cái thời gian hơn. Nhưng mà đa phần Chủ Nhật ở chùa thì lại là những cái ngày rất là bận rộn. Cuối tuần ở ngoài thì các vị là ngày nghỉ, nhưng mà cuối tuần ở trong chùa đó là ngày làm việc cực lực nhất. Có những cái buổi giảng, lớp học đều tập trung vào ngày thứ Bảy Chủ Nhật.
Cho nên cái lịch mà các vị giảng sư, pháp sư để mà tham gia với chúng ta đó thì thật sự ra là cũng rất là khó. Chỉ có duy nhất là thấy chỉ có đại đức Pháp Tính đó, lúc trước đó là rất là năng nổ, mặc dù Phật sự rất là nhiều nhưng mà rất là năng nổ trong cái việc đó là duy trì cái lớp học. Thì bản thân Tịnh Đàn cũng chưa dám hứa là cái ngày Chủ nhật đó sẽ tìm được hay là bù đắp như thế nào. Nhưng mà nếu mà đã các vị đã trình bày lên trên đây thì trong cái thời gian tới Tịnh Đàn sẽ cố gắng để mà lắp lại cái khoảng trống của ngày Chủ nhật. Có thể là chúng ta sẽ, nếu mà tìm được vị giảng sư, thỉnh một vị giảng sư tiếp tục ở trong ngày Chủ nhật á, thì đó điều rất là tốt. Còn nếu như không á, thì chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi học, không phải là giảng bài, nhưng mà chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi học liên quan đến pháp cú, nhưng mà không có liên quan đến đến giảng bài giống như những cái bài pháp cú bình thường. Thì Tịnh Đàn sẽ cố gắng để mà sắp xếp cái buổi học như vậy, giống như là một cái buổi học rất là nhẹ nhàng thôi, để chúng ta có thời gian ôn bài, có thời gian tiêu hóa những cái bài giảng trước đó. Thì các vị yên tâm, Tịnh Đạt cùng với các vị cùng nhau để mà duy trì cái diễn đàn Cú Kinh này. Đây là một cái diễn đàn của chúng ta tuy nhỏ, tại vì cũng có vị hỏi là thuyết pháp trên đây thì được mấy người, thì chúng ta đến là tầm khoảng 30 người là cao nhất, 30 thành viên trong diễn đàn là cao nhất. Nhưng mà những cái vị ở trong đây có cái tài khoản bên Facebook hay là YouTube đó, các vị có trực tiếp ở bên đó, thì nói chung là diễn đàn của chúng ta cũng có mở rộng thêm những cái kênh khác. Thì tuy là room chúng ta ít người nhưng mà cái nội dung được truyền tải cũng rất là nhiều nơi. Cho nên nếu mà chúng ta cố gắng duy trì được và phát triển nội dung cho tốt đó, thì cái chất lượng của cái diễn đàn pháp cú kinh chúng ta cũng là một cái đóng góp cho cái sự truyền bá giáo pháp. Nè, công việc đó rất là quan trọng. Thì tóm lại đó là ngày Chủ nhật Tịnh Đàn sẽ cố gắng tìm thêm một cái vị giảng sư, và trước mắt thì sẽ tổ chức một cái lớp học. Nếu mà tuần này kịp thì Tịnh Đạt sẽ thông báo cho các vị, còn không thì chúng ta sẽ phải đợi qua tuần sau. Dạ, thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ cái ý kiến qua cái sự kiện này, và chúng ta sẽ bắt đầu để mà học cái bài học ngày hôm nay, câu kệ ngôn số 27. Trước tiên đi vào bài học thì Tịnh Đạt xin được cung thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về tâm bảo để đảnh lễ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato sāvakasangho saṅkhaṃ namāmi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến bài học câu kệ ngôn Pháp Cú số 27 ở phẩm Appamma Dawakka, phẩm không phóng vật. Nội dung của câu pháp cú số 27 như sau: Ma pamada manujun cetha makara kamarati santawang
Abhamato hi jayanto bapo ti vipulang sukhang. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, và cũng như là bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Chớ nên buông chiều theo sự sao lãng, chớ nên buông chiều theo sự thân cận với lạc thú ái dục. Chỉ có người không sao lãng trong khi tham thiền đạt được sự an lạc bao la. Ma pa ma na ma nu yun che tha ma ka ma ra ti san ta wang a pa ma to hi cha yan to pa po ti vi pu lang su khang. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và trước tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 27 này. Ma pa ma da ma nu yun che tha. Ma ma là một con tiếng từ có nghĩa là không. Pama da manu yun che tha là một cái từ ghép bởi luật sanh thí. Chúng ta tách ra là pama đăng anu yun che tha. Pama đăng có nghĩa là sự sao lãng hay là phóng dật, lười biếng. Anuyunchetha là sự buông chiều, sự buông chiều. Và chữ chetha ở đây được chia ở cái cách thứ hai số nhiều đó. Ma ba ma da ma du dinh chê tha. Dạ. Câu thứ hai. Câu thứ hai là ma ka ma ra ti san tha wang. Ma ka ma ra ti san tha wang. Ma có nghĩa là không, đừng chớ. Ka ma ra ti tha wang. Ở đây chúng ta có nhiều cái từ liên quan với cái ý nghĩa câu kệ ngôn này. Chữ ca má, chữ rá tí và chữ sam tha quá. Chữ ca má là dục. Dục ở đây nó có nhiều cái nghĩa lắm, nhưng mà chúng ta tạm thời là chúng ta cho nghĩa là dục hay là sự mong muốn. Rá tí là sự vui thích, sự thích thú. Sam tha quá là sự dính mắc, sự gần gũi, thân cận. Ca má ra tí san tha quá. Ba từ này kết hợp thì có nghĩa là sự thân cận với cái lạc thú ái dục. Ca má ra tí san tha quăng. Câu thứ ba, apamato hi chayanto. Apamato hi chayanto. Apamato là nó có kết hợp và chữ ná, khi mà kết hợp với lại pamata thì nó sẽ đổi và nhân cái phụ âm pá lên, cho nên chúng ta có từ appa. Apamata có nghĩa là không sao lãng hay là không phóng dật. Không sao lãng hay là không phóng dật. Chữ hí. Hí có nghĩa là thật vậy, bởi vậy, bởi vì. Thật vậy hay là bởi vì.
hoặc là trong cái bản dịch của ngài Inda Chanda Chánh Tăng thì có nghĩa là chỉ có. Tiếp tục đó là cha danh tô, danh tô có nghĩa là trong khi tham thiền. Ở đây cái từ này đó là từ cho nên chúng ta dịch là trong khi, nó xuất phát từ cái từ cha ná là thiền đó, tham thiền. Câu thứ ba là Pappo Ti Vipulang Sukhang. Pappo Ti Vipulang Sukhang. Pappo Ti là đạt được, gặt hái được. Cái từ đạt được ở đây nó có nghĩa là chứng đạt được đó, quý vị. Chứng đạt được chứ không phải đạt được, ở đây là có được hay sở hữu được, mà là chứng đạt được, chứng đắc được. Từ bắp bô tí này động từ thường sử dụng cho những cái chứng đắc và trải nghiệm cái các tầng thiền và các tầng thánh đạo, thánh đạt, thánh quả, cho nên dùng từ bắp bô tí. Quý Pú Lăng, Quý Pú Lăng là lớn lao hay là bao lao. Cái chữ quý phú lăng xuất khăn đây là cái hạnh phúc hay an lạc bao la, được ám chỉ cho là cái sự hạnh phúc niết bàn, thưa quý vị. Từ quý phú lăng này là cái sự ẩn dụ chỗ cái sự niết bàn, cho niết bàn á, đạt được cái an lạc lớn. Cái an lạc lớn đây là cái an lạc của niết bàn. Và như vậy là chúng ta đã sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 27. Một lần nữa câu kệ ngôn pháp cú số 27 như sau: Ma pa ma da ma nu yun che ta ma ka ma ra ti san ta wan a pa ma to hi cha yan to ba po ti vi pu lang su khang. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê sai dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Hoặc là bản Việt của ngài Giới Đức: người không phóng dật dễ vui, người không mê đắm niềm vui dục trần, tỉnh thức thiền quán tinh cần, sẽ hái sẽ gặp phước phần sum xuê. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 27. Và cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 27 có cùng cái duyên sự của câu kệ ngôn số 26. Thì chúng ta có cái duyên sự của nhóm hai câu kệ ngôn 26 và 27. Và cái tích truyện này thường như là cũng có ít đề cập đến trong những cái bài giảng pháp, bởi vì nó nói về cái một cái phong tục văn hóa của người Ấn Độ xưa, mà nói rằng Ấn Độ xưa thì ngày nay cũng diễn ra giống như là ngày những gì chúng ta đọc hay là chúng ta nghe ở trong kinh điển. Hôm nay diễn đàn chúng ta chỉ có 19 thành viên. Covid không được tập trung đông ở ngoài thôi, chứ ở trong room đâu có cấm đâu, mà sao nay lại vắng ha. Hay là có cần chúng ta phải ngồi cách xa 2 mét, các cái nickname cần phải cách xa thêm không? Dạ, tại vì Tịnh Đạt muốn nói rằng tình hình hiện nay Covid rất là phức tạp, được thông báo trên báo chí, báo đài rất là căng thẳng, cho nên người dân ở khắp nơi trên thế giới cần phải có sự chú ý và không được chủ quan. Nhất là sau những cái diễn biến dịch bệnh bùng phát á, thì có nhiều nơi chưa có sự cách ly
giống như là ở tỉnh Bình Phước tỉnh Đạt đang ở đó, thì chưa có từng chưa có cái sự cách ly mà giãn cách xã hội giống như là những cái tâm điểm như là ở Đà Nẵng, ở Hải Dương nước, thì có hình như người dân cũng có một cái sự chủ quan nhất định ở đâu bệnh chứ không phải ở đây, cho nên nhiều khi đó là cái thuận lợi cho virus nó dễ lây lan. Thì thưa quý vị rằng hiện tại được ghi nhận đó là dịch bệnh COVID hoành hành phức tạp, và đặc biệt là nhất là ở bên đất nước Ấn Độ, với những cái ca tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có những cái trường hợp đó là hơn 4.000 ca tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ liên quan đến dịch COVID. Một cái con số dường như là không thể tưởng. Và cái số lượng người chết thì không thể nào mà tiêu hủy hay là hỏa táng cùng một lúc được. Cho nên có những trường hợp là họ hỏa táng sơ sài rồi họ đổ xuống sông, và có những cái thi thể họ quăng hẳn xuống sông luôn. Thì đó là một cái sự rất là đáng tiếc xảy ra. Và từ đó thì có một cái hiện tượng và được ghi nhận ở trên báo chí đài, thì là những cái người theo đạo Hindu họ có cái phong tục, có cái quan niệm giống như là cái niềm tin. Họ đi đến những cái trường, những cái nơi nuôi những con bò đó, họ tập trung lại đó, họ tắm gội và tha những cái phân bò lên cơ thể của họ. Họ pha cùng với nước tiểu bò, họ pha loãng ra rồi tắm gội chét lên người và để cho nó khô. Và sau khi khô thì họ dùng sữa bò để mà tắm gội lại. Thì đó là cái quan niệm cho rằng những cái vật đó có thể giúp họ chống chọi lại COVID và tăng thêm cái kháng thể. Và cái điều này thì chính phủ Ấn Độ và những bác sĩ tại Ấn Độ thì đã tìm những cái cách để mà giải thích cũng như là ngăn cản cái công việc này. Từ đó thấy rằng nó có liên quan đến trong cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú, nhóm câu kệ ngôn pháp cú này. Ở trong thời kỳ Đức Phật cũng từng xảy ra cái sự kiện này, thưa quý vị rằng ở tại Savatthi có một cái lễ hội ở trong chú giải thì gọi là lễ hội Tết. Thì trong cái lễ hội đó nó có một cái phong tục mà người ta chấp nhận, đó là trong 7 ngày diễn ra lễ hội đó thì người ta có thể lên người những cái loại nước tiểu hay là phân bò, và người ta có thể mở miệng ra những cái từ ngữ tùy thích, mặc dù đó là những cái từ ngữ khó nghe, thô tục hay là tục tiểu, xúc phạm người đối diện, và không cần biết là người đối diện đó là ai, dù là ba mẹ, anh em, dù là bà con quyến thuộc hay là dù là người lạ, họ có thể văn tục. Và không được quyền đó là cự cãi hay là không được quyền để mà bôi nhọ, không được quyền ngăn cản, và không được quyền ngăn cản, bởi vì là cái phong tục. Cũng giống như bây giờ chúng ta có những cái phong tục như là ở xứ Miến Điện hay Thái Lan hay là Lào, Campuchia, những cái nơi mà người ta tổ chức lễ Tết bằng cái phong tục té nước. Có phong tục rất là hay, phong tục té nước rất là, tại vì trong cái tháng đó rất là nắng và cái nước nó làm xoa dịu cái cơn nóng. Thì đó là những cái phong tục liên quan đến những cái văn hóa khác nhau. Ở Việt Nam mình chúng ta cũng có những cái phong tục cúng ông bà, rước ông bà, đưa ông táo, rồi những cái phong tục liên quan đến tín ngưỡng dân gian.
Và có nhiều cái phong tục thực sự ra thì đối với cái người trẻ bây giờ cũng không có hiểu cái nguyên nhân tại sao cần phải làm như vậy. Và chính vì cái sự không hiểu đó đó, nói chung là phong tục mà không có cái sự giải thích đó, nó dẫn đến cái mê tín. Đó là cái nguồn gốc chung. Phong tục văn hóa là một nét đẹp, nhưng mà không có cái sự giải thích rõ nguồn gốc thì nó đưa đến cái mê tín. Cho nên bây giờ chúng ta đọc báo hay là chúng ta thấy ở trong cái duyên sự này, người dân Ấn Độ thời bấy giờ có một cái việc làm rất là dơ bẩn, là trét phân bò lên người, hoặc là có những cái lời nói trong 7 ngày đó là văn tục thoải mái. Thì chúng ta nghĩ rằng tại sao có một cái phong tục nó kỳ hoặc như vậy. Nhưng mà xét lại á, ở Việt Nam chúng ta cũng có những cái phong tục, những cái tập quán mà nhiều khi chúng ta cũng không hiểu. Hồi nhỏ thưa quý vị, Tịnh Đạt có đi những cái đám tang tụng kinh để mà di quan đó. Quý vị để ý, khi mà di quan người ta sẽ đập một cái niêu, một cái niêu đất, và dùng chổi quét lực lập tức ra ngoài sân. Dạ. Thì đó là một cái phong tục mà lúc đó Tịnh Đạt rất là giật mình. Tại vì mới tụng kinh động quan thì họ ghinh cái quan tài ra tới cửa thì nghe một cái âm thanh đổ bể rất là lớn. Và có những cái quan điểm và như vậy đó thì nó dẫn đến cái hiểu lầm, cái mê tín, cho rằng đó là cái niềm xui xẻo. Rồi khi mà chết như vậy rồi chôn, rồi mở cửa mã, rồi vân vân các thứ. Thì chúng ta cũng có những cái gọi là khiếm khuyết cần phải bổ túc trong gọi là phong tục văn hóa. Thì ở trong khía cạnh bài học ngày hôm nay thì chúng ta chỉ dừng lại đó là nhìn nhận đó là một cái phong tục văn hóa, chúng ta không có nhận xét đó là có ý nghĩa xấu hay là tốt. Thì thưa quý vị rằng khi trong thời gian 7 ngày diễn ra cái lễ hội đó thì dân chúng rất là phiền. Rất là phiền bởi vì không có cho phép là ngăn cản. Không có cho phép là ngăn cản. Thì họ đã thương tưởng đến Chư Tăng và Đức Phật, thì thỉnh Chư Tăng và Đức Phật hãy ở yên ở trong chùa. Vật thực thì họ sẽ nấu nướng tự mang đến, chứ Chư Tăng hay Đức Phật mà đi ra ngoài thành á để mà khất thực như thường ngày thì trong cái lễ hội đó sẽ rất là bị phiền phức. Và tránh đi cái việc đó là vô tình làm cái cớ cho những cái người đó họ tạo cái ác nghiệp mà Đức Phật và Chư Tăng đã đồng ý. Cũng giống như là ở Miến Điện, thời gian mà Tịnh Đạt ở bên đó ngay cái ngày lễ Tết á, ngài hòa thượng ngài không có cho ra ngoài đâu. Tại vì cái ngày đó là cái ngày người ta té nước, mà ta gặp Chư Tăng là người ta không có dám tạt nước. Mà Chư Tăng đi ra ngoài đó thì mấy đứa nhỏ nó không biết, nó cũng tạt nữa, thì nó không có hay. Cho nên những cái ngày lễ Tết là hoàn toàn Chư Tăng không có đi khất thực. Phật tử họ đem thức ăn đến chùa, hay là cư sĩ họ lái xe họ đi nhận vật thực họ mang về chùa cho Chư Tăng dùng. Hoàn toàn là những ngày đó là Chư Tăng không có đi bát. Nhưng mà có một lần đó thì cũng nài nỉ để mà xin ông ngài hòa thượng cho đi ra ngoài xem cái lễ làm sao, cũng lén lén đi một lần. Thì nói chung là đi cũng vui, thấy bà con họ đón năm mới cũng rất là vui. Thì khi mà trải qua cái thời gian 7 ngày lễ hội đó, thưa quý vị rằng bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại, thì con mọi người đến chùa để mà nghe pháp, thì trình bày đến Đức Phật là cái lễ hội này đã làm phiền cái đời sống của họ quá nhiều. Và họ có cái trình bày đó là tại sao lại có cái lễ hội như vậy, tại sao con người ta lại có cái hành động như vậy, có cái lời nói như vậy, không có tàm quý, không có biết xấu hổ. Thì lúc đó Đức Phật ngài đã thuyết pháp để mà sắp tấn cũng như khích lệ,
Và cuối cùng thì Ngài đã đọc lên hai cái câu kệ ngôn pháp cú số 26 và 27 này. Đó là: chúng ngu si thiệu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. 27 là chớ sống đời phóng dật, chớ mê sa dục lạc, không phóng dật thiền định, đạt được an lạc lớn. Ở đây mang tính chất đó là Đức Phật Ngài muốn khích lệ cho những cái người bị cái phong tục đó làm phiền. Và Ngài nói lên cái sự không phóng dật và sự định tĩnh, sự phóng dật và sự không phóng dật. Thưa quý vị, là ở cái phẩm 2 này, sống không phóng dật, Appamadawakko là phẩm không phóng dật, thì chúng ta sẽ học những cái bài học liên quan đến cái việc mà như thế nào gọi là không phóng dật và như thế nào gọi là phóng dật. Nhưng riêng cái tích truyện này, Thịnh Đạt muốn mở rộng thêm, mở rộng ra một cái cảnh khác của cái sự phóng dật và không phóng dật, để chúng ta có thể ứng dụng ở trong cái đời sống mình. Ở trong kinh điển hay là những cái lời dạy liên quan đến chữ phóng dật và không phóng dật á, thì phóng dật là cái sự sao lãng, cái sự buông lung dễ vui. Còn cái sự không phóng dật là sống có trách nhiệm, có ý thức, có chánh niệm. Đó là cái sự định nghĩa thường khi mà chúng ta được tiếp xúc. Còn một khía cạnh khác mở rộng thêm, ở đây là Tịnh Đạt nói rằng muốn mở rộng thêm, chứ không phải là ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này, mà là muốn mở rộng thêm để chúng ta thấy rằng cái từ phóng dật và không phóng dật ở trong cái tích truyện này nó có liên hệ đến cái đời sống của mình. Thì Tịnh Đạt muốn mở rộng thêm cái sự mà phóng dật đó. Đó là cái sự sống dễ dãi, không có nguyên tắc với bản thân. Cái từ phóng dật đó, thưa quý vị, chữ Pama Đá đó, Tịnh Đạt muốn nói rằng nó được mở rộng rằng là cái cuộc sống dễ dãi, cái cuộc sống buông lung, cẩu thả và không có nguyên tắc. Và khi mà chúng ta mở rộng ra khía cạnh này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cuộc sống của một người mà dễ dãi cho bản thân, không có nguyên tắc sống, không có mục đích lý tưởng, thì chắc chắn cái người này sẽ không có thành công. Dù là ở khía cạnh nào, từ vật chất cho đến tinh thần, người này có một cái vật chất rất là khó khăn và có một cái tinh thần rất là nghèo nàn, chắc chắn là như vậy. Bởi vì sống mà buông thả hay là dễ vui hay là dễ dàng dễ dãi với bản thân đó, thì chúng ta sẽ có một cái lối sống rất là cẩu thả. Đối với cái việc mà để đào tạo hay là giữ gìn cái sức khỏe, chúng ta cũng dễ dãi, tức là trong một tuần thì đi học làm, bạn bè rủ rê thì cũng đi ăn chơi, rồi cũng đi la cà quán xá, uống rượu uống bia, mà chúng ta không có giữ gìn sức khỏe, đó cũng là một cái hình thức của sống dễ dãi cho bản thân. Rồi ở trong cái việc đó là phát triển về lĩnh vực tâm linh thì lại dễ dãi và dễ chấp nhận những cái mê tín, những cái phong tục tập quán, và không được cái sự hiểu, xong không có cái sự hiểu rõ cái nguyên nhân, cái lợi ích của cái phong tục tập quán đó, và dẫn đến là rất là dễ dãi cho bản thân và dễ dàng chấp nhận cái niềm tin cái phong tục đó. Thì nó dẫn đến cái mê tín,
nó dẫn cái mê tín, và chính vì cái sự mê tín lạc lối á, thì gửi gắm cái tâm hồn, gửi gắm cái niềm tin của mình ở cái việc nó là sai trái, thì chắc chắn là cái sẽ bị cái bất lợi về sau. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó, đó là sống mà dễ dãi với bản thân mình đó, sống mà không có cái nguyên tắc, hay là sống không có cái sự kiên định đó, thì dễ dàng chấp nhận và làm theo những cái cám dỗ của cuộc đời. Cái cám dỗ ở đây nó có nhiều khía cạnh. Cám dỗ về cái mắt, thấy muốn thấy cái đồ đẹp, muốn thấy cái cảnh vừa lòng thích ý. Cái tai muốn nghe được cái âm thanh vừa lòng thích ý. Và đặc biệt đó, thường là chúng ta sẽ vướng, dễ vướng nhất đó là cái vị trong thức ăn đó. Cái vị thường thường chúng ta sẽ ít gặp, nhưng mà trong cái tình huống này là chúng ta sẽ dễ dàng bị mắc lỗi nhất, đó là cái vị giác đó. Tức là chúng ta sẽ dễ dàng dễ dãi với bản thân. Để được ăn ngon thì chúng ta phải ăn đồ tươi, đồ sống. Và chính vì cái sự dễ dãi này, không có kiên định, không có cái sự mãnh liệt ở trong cái việc giữ giới đó, thì dễ dãi này nó sẽ dẫn đến là sát sanh. Và nhiều thứ khác nữa liên quan đến cái việc mà dễ dãi trong cái suy nghĩ, dễ dãi trong cái hành động, trong cái lời nói, sẽ dẫn đến những cái hậu quả khôn lường mà trong hiện tại chúng ta thấy rằng nó rất là nhỏ bé. Nó rất là nhỏ bé. Giống như là cái nhà chúng ta dơ đó, cái người mà siêng năng là cái người kiên trì, cần cù siêng năng là cái người kiên trì trong cái việc dù là nhỏ. Cái việc mà quét nhà hàng ngày đó, nhiều khi cái người mà ở ngoài ta nhìn vào cái nhà thấy nó sạch, tại sao phải quét? Nhưng mà cái người siêng năng á, cái người có cái kiên trì đó, là ngày nào họ cũng quét, và cái nhà nhờ như vậy cái nhà luôn sạch, ngày nào cũng lau, nhờ vậy mà cái nhà luôn mát. Còn cái người mà dễ dãi, sống một cái cuộc sống buông thả, không có cái trách nhiệm đó, thì là cái người thấy nhà sạch quá, ngày hôm sau hay quét, mà ngày hôm sau lại có việc lại quên, thì lại không quét, không lau. Rồi đến cả tuần như vậy, bắt đầu thấy dơ quá. Khi mà cảm thấy dơ quá là mình cảm thấy dơ quá, thì cái người khác là người ta đã bịt mũi ta chạy mất tiêu rồi. Thì đó là cái cuộc sống mà Tịnh Đạt muốn mở rộng thêm, đó là cái việc mà phóng dật, sống phóng dật, hay là sống dễ dãi, không có trách nhiệm, không có cái sự kiên định ở trong cái lối sống, cũng được gọi là cái sự phóng dật. Và chính vì nhận định cái điều này đó, chúng ta sẽ cải thiện từ trong cái suy nghĩ, cái tiềm thức của mình. Khi mà đối với cái việc ác, cái việc xấu dù là nhỏ, chúng ta cũng đừng có coi thường, đừng có nếm thử, đừng có trải nghiệm, đừng bao giờ dễ dãi để mà phóng túng, để mà làm thử cái việc xấu dù là nhỏ. Giống như là cái việc mà hút thuốc, hay là uống rượu, hay là cái việc mà ăn một cái món tươi sống, hay là cái việc đó là thử dùng một chất kích thích. Nhiều khi đó là cái việc thử, thì thử cho biết, rồi nó cũng qua, nó cũng không có dính, nó không có đam mê, nó không có bị lôi kéo. Nhưng mà biết đâu cái duyên mà chúng ta tạo cho nó mở, cái duyên qua cái xấu chúng ta mở ra cho nó nhảy vào á, thì biết đâu đó là cái rủi ro mà chúng ta tự tạo ra cho mình. Và chính vì cái rủi ro này, nó sẽ dẫn đến chúng ta
có lúc chúng ta vui thì không có gì hết á, chúng ta bình tĩnh, cuộc sống chúng ta bình an thì chúng ta thử thoải mái, nó không có dính, không có sao hết. Nhưng mà qua tháng sau, qua năm sau, qua cái thời gian sau, tự nhiên chúng ta gặp một cái khủng hoảng tinh thần, gia đình có chuyện buồn hay là công việc có cái sự thất bại, tự nhiên cái việc mà thử trong cái chất kích thích hay là thử đi đến những cái nơi vui chơi giải trí không lành mạnh đó, nó làm những cái lúc mà chúng ta suy sụp tinh thần, làm chúng ta nhớ lại những cái cảm giác đó. Và chính vì chúng ta mở cửa cho cái rủi ro nhảy vào đó, thì những cái lúc mà chúng ta không còn cái bình tĩnh hay là không còn cái đủ cái khả năng để mà lý trí giải thích đó, thì chúng ta sẽ đi theo cái con đường đó. Thì đó là cái sự nguy hiểm của cái đời sống phóng dật, và được mở rộng đó là cái đời sống dễ dãi với bản thân, đời sống thiếu trách nhiệm, và cái đời sống gọi là buông lung, coi thường những cái việc xấu nhỏ, cho rằng không có đáng. Cái vì cái người trí tuệ, cái người hiền trí đó, là cái người rất là sợ ở trong cái việc xấu nhỏ, mặc dù đó là ít. Họ luôn luôn canh chừng cái tâm buông lung, cái tâm dễ dãi, và luôn luôn để mà không cho phép nó sanh khởi. Luôn luôn sống có cái ý thức và trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình, với xã hội. Thì đó là một cách để mà chúng ta mở rộng thêm đối với cái người sống không phóng dật, cái đời sống không phóng dật. Thì đó là cái điều mà Tịnh Đạt muốn mở rộng thêm cho cái từ gọi là phóng dật và không phóng dật. Thường chúng ta chỉ nghe ở trong kinh điển phân giảng dạy đó là trong cái việc mà làm điều ác, làm điều thiện hay là thực hành thiền cần có cái chánh niệm. Nhưng mà ở trong đời sống của mình thường thường chúng ta sẽ không có đạt được những cái vi tế đó đâu. Trừ khi nào mà chúng ta là cái những cái thiện sinh rất là sâu sắc, hoặc là trừ khi là chúng ta đang sống ở trong một cái môi trường thiền, thì chúng ta sẽ để ý định những cái gọi là những cái vi tế rung động ở trong cái tâm hồn, tức là cái sự phóng dật chỉ là sự thay đổi trong cái việc mất tập trung trên đề mục, đó là cái sự phóng dật. Và cái sự mà bám chắc được cái tâm ở trên đề mục, là quán xét được cái sự thay đổi trên thân, trên cảm thọ, thì đó là cái sự chánh niệm không phóng dật. Còn như cái đời sống của chúng ta là cái đời sống nó rất là thô thiển, nó rất là bận rộn, cho nên khi xét về cái cạnh mà phóng dật và không phóng dật, thì Tịnh Đạt cũng muốn nhắn gửi đến quý vị, đó là một cái đời sống có trách nhiệm, có ý thức và không dễ dãi cho bản thân, nhất là những cái người phụ nữ hay là những cô gái mới lớn đó, càng dễ dãi cho bản thân chừng nào thì càng mất cái phẩm giá của cái người phụ nữ chừng nấy. Đây là một cái điều mà từ đời xưa những ông bà đã khuyên rồi. Cho nên cái việc mà sống một cái cuộc sống để được sự an vui đó, hay là ở trong cái câu kệ ngôn gọi là đạt được quả vị lớn đó, thì phải nói là chúng ta phải tập rất là thường xuyên, và không chỉ là đợi đến khi mà vào trường thiền hay là vào chùa. Bởi vì chúng ta có, mỗi người sẽ có một cái thói quen, một cái khung cảnh quen thuộc cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái điều này Tịnh Đạt cũng đã nhắc đến rất là nhiều lần. Mỗi một người sẽ có một cái thường cận hay là một cái thói quen với cái khung cảnh nhất định. Giống như là một cái người văn phòng, làm việc văn phòng, thì cái điều quen thuộc đó là cái chiếc máy vi tính hay là hồ sơ
hay là những cái cây viết, hay là những cuộc họp. Còn đối với những cái người làm nội trợ hay là nấu bếp thì cái khung cảnh quen thuộc đó là cái nhà ăn, cái nhà bếp, cái bếp ga, lửa, dao, thớt, vân vân. Và chính vì cái khung cảnh quen thuộc và những cái thói quen hàng ngày đó, nó tập vào chúng ta một cái phản xạ. Khi mà chúng ta có cái sự chiêm bao mà chúng ta cũng nghĩ tới nó. Thì nếu mà người Phật tử mà học Phật Pháp mà đem những cái Phật Pháp đó ứng dụng vào, hay là chúng ta nói một cách khác đó là thấy Phật Pháp trong cái khung cảnh quen thuộc đó, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ là những người tu tiến rất là lẹ, rất là lẹ. Không thể nào mà quý vị là một cái người thợ may mà hay là một người đầu bếp mà quý vị vào mà các sư dạy là niệm quán thân thể trược, các vị không có thể nào tập được hết. Nhưng mà bây giờ sư chỉ là những người thợ may nhìn cái vải, có những cái vải nó đẹp, có nhiều cái vải nó xấu, và có nhiều cái vải đó là nó bị dơ. Thì chúng ta hãy liên tưởng đó là những cái thay đổi, những cái khác nhau, những cái không có bền vững. Nó dơ rồi nó sạch, nó đẹp rồi nó xấu. Hay là những người buôn bán ở ngoài chợ đó, thì chúng ta làm sao mà những cái cảnh đó là người nói chuyện chen chúc, trả giá lớn tiếng, thì chúng ta sẽ suy xét rằng đó là những cái ngọn gió đời, được mất hơn thua. Thì khi mà chúng ta áp dụng thấy cái Phật Pháp, thấy cái sự quay về cái bản nội tâm với khung cảnh quen thuộc đó, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ là một cái người tu tập phát triển một cách rất là thần tốc. Bởi vì nó luôn luôn xuất hiện xung quanh mình, trong tâm trí mình. Và khi thấy được cái cảnh đó hay là nghe cái tiếng đó, tự nhiên chúng ta quay về cái nội tâm mình, hướng đến Phật Pháp. Thì quý vị, dù cho là quý vị khỏe mạnh hay là bệnh tật, hay là nằm trên giường hấp hối, quý vị liên tưởng đến những cái gì quen thuộc đó, tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ hướng đến Phật Pháp. Nó một cách rất là hay như vậy. Chứ mà để mà dành 5 ngày, 10 ngày để mà vào chùa hay tiền viện để mà ngồi hít thở, thì thật sự ra đó là một cái phương pháp căn bản, nhưng cần được mở rộng ở các phương diện cho những người có một cái thói quen khác nhau. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng Phật Pháp Phật Pháp sẽ rất là linh nghiệm. Rất là linh nghiệm. Thì đó là một những cái mà Tịnh Đàn muốn chia sẻ thông qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 27 này, và đặc biệt là cái duyên sự của nhóm đó, câu kệ ngôn pháp cú 26 và 27. Đây là một cái duyên sự mà có liên quan đến cái thời đại hiện tại, đó là cái niềm tin, cái phong tục tập quán mà thiếu cái sự hiểu biết, nó sẽ dẫn đến cái mê tín và không có tốt. Và cái điều đó nó thể hiện đó là cái cuộc sống mà thiếu cái sự lý trí, hiểu biết, hay là đời sống mà dễ dãi, hành theo, làm theo cái hành động hay là cái lời nói đó, nó sẽ dẫn đến cái hậu quả không có tốt, cái kết quả xấu. Thì đó là một cái bài học kinh nghiệm mà bản thân chúng ta sống ở trên xã hội Việt Nam hay là ở bất cứ đâu, thì khi mà có cái sự tham gia hay là dự các cái lễ hội hay là những cái lời mời gọi, thì chúng ta cần phải suy xét và tìm hiểu cho kỹ. Nếu không thì chúng ta sẽ dễ dàng giống như là Tịnh Đạt nói cái này để mà kết thúc, đó là các quý vị thấy mỗi lần mà tổ chức lễ Đầu Đà, rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, hay là những cái lễ buổi lễ cúng đèn đó, quý vị nghĩ thế nào? Có những cái buổi lễ cúng đèn hàng ngàn, hàng chục ngàn ngọn nến,
nếu mà cái người không có đạo á, cái người dân bình thường họ nhìn á, thì người ta sẽ có hai cái suy nghĩ. Một đó là những người này là những người mê tín, đang cúng kiến một cái thần linh nào đó. Bởi vì nó rất là dễ, một người cầm cái ngọn nến mà đi nhiễu Phật, hay là đến mà đi đọc những cái bài kinh Pali mà người ta không hiểu gì hết, thì người cho đó là một cái hình thức mê tín. Nhưng đối với cái người mà học đạo, hiểu đạo, thì chúng ta cho đó là một cái sự cúng dường. Và thì đó, một cái hình thức, cũng là một cái hình thức cúng đèn, cúng nến, nhưng có cái sự hiểu biết với cái trí tuệ thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả. Còn không thì nó sẽ dẫn đến cái là mê tín. Thì đó là một cái ví dụ điển hình mà Tịnh Đàn muốn chia sẻ thêm. Tịnh Đàn xin kết thúc cái buổi chia sẻ qua cái câu chuyện ngôn pháp cú số 27 ở trong room pháp cú kinh. Con kính chúc chư tăng và kính chúc toàn thể bà con Phật tử trên diễn đàn pháp cú kinh luôn luôn được sự bình an, sức khỏe dồi dào và tấn tu trong Phật pháp, mà đặc biệt trong thời gian hiện tại có nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống và có cái sự an lạc ở trong cái cuộc sống, tránh được những cái rủi ro trong cái đại dịch Covid đang hoành hành trên thế giới. Một lần nữa Tịnh Đạt xin kính chúc cho tăng và toàn thể quý vị an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, anh kính mời con Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 27 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn nguyện phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vật sắp bấm măng lăng rác khăn tu sắp bè đê vật sắp bà bụt đà nữ phá vệ nà sá đà sá thị phá vân truy tê. Vật sắp bấm măng lăng rác khăn tu sắp bè đê vật sắp bà thăm mà nữ phá vệ nà sá đà sá thị phá vân truy tê. Vật sắp bấm măng lăng rác khăn tu sắp bè đê vật sắp bà sáng khá nữ phá vệ nà sá đà sá thị phá vân truy tê. Tất cả phước báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đau rồng rung chúng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đây quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha it sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa quan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa trang ba ti cha sap pe pi duk kha sa kha trom tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bu cha la sang kho hô tu sa mắc go wa Atta ya cha hi ta ya cha
amherat khantu sat thammo sabbe pi thamma charino uthim sampahuniyama thamma riya ma we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân sinh xuống nít.